Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật ngày 29 tháng 7 2024. Hôm nay giá mít đi ngang tại khu vực Tiền Giang, mít nhất là 41.000, mít nhì là 23.000, rất nhất 31, rất nhì 14, rất bi 12, mít chợ 4.000. Đồng Tháp, An Giang và Long An mít nhất 40, mít nhì 22, rất nhất 30, rất nhì 13, rất bi 11, mít chợ 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang mít nhất 39, mít nhì 21, rất nhất 29, rất nhì 12, rất bi 10 và mít chợ 2.000. Khu vực Vĩnh Long và Trà Vinh mít nhất 39, mít nhì 21, rất nhất 29, rất nhì 12, rất bi 10.000, mít chợ 2.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 24, mít nhì 5.000, mít chợ 2.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất 23, mít nhì 6.000, mít chợ 2.000. Ở Tây Nguyên mít nhất 22, mít nhì 5.000 và mít chợ 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.